Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video với con game Emu Jin Jin nha anh em ơi. Thì hôm nay có một cái sự kiện là Admin Update hỗ trợ tân thủ khá là lớn, cho nên hôm nay mình sẽ làm một video để thông báo cho anh em biết và để cho những anh em mới để vào chơi có thể đua kịp với lại những anh em top hiện tại bây giờ. Thì hiện tại là anh em thấy cái set mình đang mặc không? Là cái set đồ của RF, là cái set tinh giết cấp 2 nha. Cái set này là đang được bán bằng VIP Money, nhưng mà bây giờ Admin đã update lên là bây giờ là đã hỗ trợ bán bằng bằng PC Point cho anh em rồi. Có nghĩa là PC Point là anh em có thể cài được ở trên ba rách này đây, thì anh em cài trên ba rách này là sẽ được điểm PC Point, và cái điểm PC Point là anh em dùng để mua được set đồ này. Thì trước giờ là toàn phải mua bằng VIP Money phải không, nhưng bây giờ Admin đã update lên thì đã bán bằng PC Point, và một món như vậy sẽ bán bằng 110k PC Point đó. Có nghĩa là bây giờ anh em chỉ cày là có đồ VIP rồi. Thì cái đồ này á là 110k là một món nha anh em ơi. Có nghĩa là cái set RF này nó có 4 món thì anh em chỉ có tốn khoảng 440k thôi là đã được một set. Một set full dòng, full thần cộng 12 nha anh em ơi. Thì trong shop là bán là cộng 12 nha. Thì bây giờ anh em cày PC Point là bán được là đủ là sẽ được mua S là đã cộng 12 rồi. Có nghĩa là chỉ đập đập lên 15 thôi và đập học socket mà thôi là đã TK là bá rồi. Nói chung là set này bây giờ là thuộc dạng là đang là ngon nha anh em ơi. Và được bán hỗ trợ bán bằng BC Point là khá là thuận tiện cho anh em cày BC Point. Và cái update nữa là bây giờ anh em mới chơi vào á thì chưa cài được PC Point thì anh em có thể là sử dụng là cái chưa cài PC Point nhiều á, anh em có thể sử dụng tạm cái set 380 thần cộng 9. Trước giờ là nó bán bằng PC Point mà bây giờ là cũng PC Point thôi, nhưng mà bây giờ là chỉ cần 1.000 PC Point là đã được mua được một món rồi. Có nghĩa là cái này giống như là hầu như là gọi là miễn phí, nhưng mà chỉ có tính là 1.000 thôi. Thì mới vào thì cái set đấy chỉ cộng cộng 9 thôi. Anh em vừa tạo acc vào là đã đi lên đánh chút xíu là đã mua được cái set đó rồi. Thì khoảng là 1.000 PC Point thì anh em đánh khoảng khoảng vài vài phút, vài chục phút đó, là đã mua được đủ set. Vài chục phút là mua được đủ set 380 thần là cộng 9 nha. Khi nào mà cày khoảng được 300 400 k thì anh em mua cái set đồ cấp 2 này. Thì đồ cấp 2 này nó sẽ ngon hơn cái đồ 380 rồi. Thì đó là cái update mới. Còn về cái gì xét á thì cái gì xét thì anh em được hỗ trợ là gì xét cách top nha, cách top 30 lần nha. Nghĩa là bây giờ là chỉ cần treo auto gì xét khoảng vài chục phút là lên kịp được với top 1 rồi. Tại vì cái bản này là nó giới hạn reset trong ngày, mà top 1 thì chỉ reset một ngày là tối đa 10 lần là thôi thôi thì lại phải ngưng. Thì mà những người vào sau thì sẽ rất là dễ đua kịp. Và những ai mới tạo acc bây giờ á là sẽ được hỗ trợ 300k Wecoin luôn nha anh em ơi. Có nghĩa là mua bùa, mua ngọc tỷ lệ thoải mái luôn. Nói chung là bây giờ là hỗ trợ hầu như là hoàn toàn bộ rồi. Đồ cấp 2 là cũng cũng bán bằng chi point đây, cho anh em thấy cái điểm PC point nó chạy đó, đánh là điểm PC point chạy lên liên tục luôn nha, nhập chuột cho anh em xem. Đó
RS set này khá là đẹp. Đó, chứ một con cói là 2 điểm DC point. Đó. Giao trên này chút xíu là đủ điểm. Còn ban đêm anh em mà sợ bị PK bị giết á, thì anh em cho server 2. Bên server 2 thì không có PK được. Nên nhào thoải mái. Thì bên đấy thì không PK được nên nó sẽ đông hơn, và cạnh tranh nó sẽ nhiều hơn. Đó, đứng đây đấm hỏi chút xíu là đó lại lên 600 BC point rồi. Chung cày mà ngày đầu tiên mà mới tạo ạc mà để chơi á, thì sẽ đua kịp cái gì xét mới tốt là bình thường rồi. Còn cái thứ hai là mình có thể được chất đồ, mua được cái set đồ 1k á, còn BC point 380 thần á, cộng 9 á, là ngày đầu tiên là mình sẽ đã được. Còn cày khoảng 2 ngày, 3 ngày là mình đã có cái set đồ cấp 2 giống như mình rồi. Đó, lên 764 rồi. Ấy cày khoảng 1 phút. Chung là cái sự kiện update này mình thấy khá là hỗ trợ người mới. Chắc là đang để cho người mới vào là có bị nán. À, sợ là tại vì ra là hơn 1 tháng rồi, nếu mà người mới vào mà thấy mà không được hỗ trợ gì thì anh em sẽ không đua kịp tốt, không đua người cũ thì sẽ không chơi đâu. Nên những cái này là rất có lợi cho những anh em vào sau. Đó. Set đồ cấp 2 thì nó mỗi class có một loại khác nhau nha. Và anh em có thể mua được chơi class nào thì anh em mua class đó. Không bắt đầu lông vũ quá. Giờ này là ít người giao bán đồ. Giờ này khuya. Để đấm xíu đây nha. Đấm xíu đi, cài gì xét luôn. Để cài gì xét. Thì cái set này của mình là mình ốp lên cộng 15 rồi, nhưng mà mình lại chưa có đập socket cho nó. Thì anh em mà mua về mà đã cộng 12 rồi thì anh em cứ đập lên đi, giờ sau cái lúc đập socket sau được. Đập socket thì mình kiếm ngọc socket rồi mình đục lỗ rồi xong mình thảm ngọc thôi. Khi mà mới vừa vào tạo ạc chơi thì anh em nên chơi con giờ ép nhanh thôi, với đi ba cái event là khá là nhanh. Giờ Devin để kiếm ngọc, với đi Blood để kiếm các loại ngọc á, thì đi con này là số 1 nha anh em ơi. Và sau đó tới Sum, hai class này là đi ba cái sự kiện khá là nhanh và khá là lợi thế. À, mình thấy là giờ ép là lợi thế nhất. Đi Devin và đi Blood là toàn đánh xong trước không à. Đào đam to nữa. Quẩy, chơi nào đây? Chơi nào cũng đang đi cài BC Point anh em ơi. Đó. Cài một chút xíu là lên 1k rưỡi rồi, có thể mua được một món 380 rồi đó. Quân thần cộng 9 rồi. Thì cho anh em lại gần cho anh em xem cái đồ nha. Chất cái nào nha. Thấy nó đẹp nhưng mà nó cộng 15 thì nó không có chết quay xung quanh người thôi. Nhưng mà cái set cấp 2 của DL và của sâu á thì là cộng 15 là sẽ có set bay quanh người nha anh em ơi. Họ khá là chất.
15 nhìn quá sừng. Thôi, video mình làm video ngắn đến đây thôi. Thì anh em mới vào thì để đường link tải game và đường link fanpage đó, anh em có gì tải về chơi. Thôi, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye.